đây hay hơn 13 nữa. Mẫu mới rồi con. Mẫu này đẹp ha. Bà con nếu mà chạy dưới sông ghe, bà con nên rút dây nhẹ vàng này ra nha. Dây vàng này bà con chạy lắc lắc nó sẽ tắt máy á. Đó. Đó. Rút ra đi. Đó. Cái nào cần xài rất vô mà tốt nhất là đừng xài tới nó. Nó giảng như nó động tắt tắt máy chứ không gì. Đó. Bà con mà chút hay lắc lắc là thiếu nhớ cái tắt máy á. Còn bà con chạy ghe bắt buộc phải rút nha. Không rút là con dở lên dở xuống cái máy là hỏi tắt à. Nó là dành cho cố định. Nghĩa là phát điện bắt đồ á. Bà con mới gắn vô. Còn bình thường cứ rớt cắt như này vậy thôi. Tất cả máy như máy nào có cứ cắt đi. Để bà con lật lên lật xuống để chạy ghe đó, dỡ lên xuống rồi nó sẽ tắt lên đó. Nó hư hao vậy chứ. 13 ngựa, hi hu. Alo. Đúng rồi. Xúc chân anh. Đúng rồi. Đúng rồi, khác một đề thôi anh, khác có đề thôi, đúng rồi đâu.